Nam mô A Di Đà Phật. Con xin kính bạch chư tôn hiền đức tăng ni, con xin kính bạch giáo cư sĩ Thiệu Âm và cùng các quý vị trên đường vô mạng. Con có một câu hỏi mong lão cư sĩ Thiệu Âm giảng cho con được biết ạ. Con là hay gửi tiền về quê để trị con phóng sanh vì ở quê là cá nó rẻ hơn, mà phóng sanh được nhiều hơn mà ở chỗ con thì nó đắt. Con thì suy nghĩ như thế thì xin lão cư sĩ Thiệu Âm giảng giải cho con được biết ạ. Này, có làm như thế được lợi lạc nhiều hơn hay con tự tự đi làm thì nó tốt hơn ạ? Nam mô A Di Đà Phật, con xin tri ân. A Di Đà Phật, cháu làm như vậy rất tốt, chú xin hân hoan cháu nên cố gắng phát tâm phóng sanh. Và theo như chú Diệu Âm đề nghị là phóng sanh, có nhiều vị chú trọng về vấn đề nghi lễ phóng sanh nhiều quá mà làm cho cuộc phóng sanh bị nhiều chúng sanh chết một cách tức tưởi, thì mong cháu là cố gắng phóng sanh, là mua cá âm thầm mua ra xong thả liền, rồi sau đó làm lễ làm đồ gì đó, làm lễ xong làm lễ tất cả cái vùng đó, hay hơn là bắt một cái chậu cá để đó 2-3 ngày đem về thu thập xong rồi mới làm lễ lên làm để xuống, làm cho cái loài cá loài chim sống trong cảnh vô cùng là khó khăn mà sống cùng với chết tội nghiệp chúng. Cho nên cố gắng là mình phải thực tế một chút, phóng sanh là giúp cho chúng sanh thoát khỏi cảnh chết, đừng để nó bị chết, cứ phóng liền đi. Trong khi mình mua cứ niệm A Di Đà Phật, niệm A Di Đà Phật, rồi phóng phóng xong rồi đứng bên bờ sông làm lễ làm đồ, muốn làm cái gì làm để cho tất cả chúng sanh trên cây dưới nước trong cành gì đó trên đất gì đó đều hưởng chung cái lợi lạc thì rất là tốt, phóng sanh rất tốt đó nhé. A Di Đà Phật. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật, chúng con xin cảm niệm công đức.